Xin mến chào quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt News TV2 của chúng tôi. Thay mặt cho những người làm chương trình, chúc quý vị và các bạn bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính thưa quý vị thính giả, Trung Quốc vẫn khoe khoang binh chủng phòng không của nước này đang đứng đầu thế giới. Sự thật thì hàng không của Trung Quốc ra sao thì ai cũng thấy rõ. Hàng trăm Trung Quốc có ít nhất 150 vụ máy bay gặp tai nạn trong mọi tình huống khó đỡ. Và hồi cuối năm ngoái, một vụ tai nạn máy bay quân sự vận tải Y-20 của Trung Quốc đã lao đầu vào vách núi, khiến 322 sĩ quan và binh sĩ thiệt mạng. Vụ tai nạn này gây chấn động mạnh vì số lượng lính quân đội của Trung Quốc trên máy bay quá nhiều. Được biết vào thời gian đó, Hải quân Trung Quốc đang tham gia diễn tập ở vùng biển Bột Hải. Số lượng lính đó đang trên đường đi từ đảo Hải Nam, bay ra biển Bột Hải, thì đâm vào núi. Trước đó, Trung Quốc đã khẳng định máy bay vận tải quân sự Y-20 của Trung Quốc sản xuất là loại máy bay hiện đại bậc nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều chiếc máy bay hãng này đã tự bị nổ tung, mặc dù thời gian bay chưa đến 3.000 km. Tất cả những vụ án này, phía nhà nước Trung Quốc đều cố ý dựng kính. Tuy nhiên, làm sao có thể giữ được khi cả hơn 300 gia đình có con cái bị thiệt mạng trên chuyến bay đó? Vâng, những sự vụ như thế đã khiến các loại vũ khí của Trung Quốc bán ra ngoài thế giới bị giảm sụt nặng. Các nước trước đây vẫn thường nhận đặt hàng, hiện nay đã bỏ Trung Quốc để mua vũ khí của Nga và Mỹ. Bởi vậy, số lượng hàng tồn kho vũ khí của Trung Quốc rất lớn bằng cách gia tăng quan hệ với các nước nghèo. Trung Quốc bán những sản phẩm thừa chất lượng kém cho họ chịu. Sau đó đến thời gian trả nợ không có, Trung Quốc bắt phải thuê đất 99 năm và gia hạn liên tục. Như vậy, những vùng đất đó nghiễm nhiên trở thành của Trung Quốc. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ đăng tải một vụ nổ máy bay vận tải quân sự Y-20 mới xảy ra tại vùng biển của Việt Nam, tại Đà Ba Đầu. Mời quý vị thính giả quan tâm theo dõi. Quân đội Trung Quốc cáo buộc Việt Nam phóng tên lửa hành trình vào máy bay vận tải Y-20, khiến 4 phi công chính và 4 phi công thực tập của Trung Quốc mất tích ở khu vực đảo nhân tạo, đảo Chữ Thập. Gần khu vực Đá Ba Đầu, vụ tai nạn xảy ra vào ngày hôm qua, khiến Trung Quốc đưa rất nhiều tàu hải cảnh và tàu hỗ trợ cứu nạn hàng hải, tìm kiếm xác máy bay và một tổ 8 phi công mất tích. Ngoài ra, Trung Quốc còn huy động hơn 300 tàu dân quân biển của Trung Quốc cùng tham gia tìm kiếm các khu vực máy bay vận tải Y-20 mất tích này. Máy bay vận tải Y-20 được cho là trợ trang thiết bị quân sự và tên lửa ra lấp đảo, lắp đặt ở đảo nhân tạo Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam do Trung Quốc cường chiếm, bồi đắp thành các đảo lớn và lắp đặt hệ thống quân sự ở đây nhằm kiểm soát toàn bộ quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Khi cách đường băng bãi Chữ Thập khoảng 20 cây số, thì đột nhiên Y-20 mất liên lạc và đâm thẳng xuống biển, khiến toàn bộ phía hành đoàn cùng máy bay vận tải Y-20 mất tích, mất liên lạc. Cho đến sáng nay, Trung Quốc thông báo vẫn chưa tìm thấy một thông tin của máy bay cùng phi hành đoàn. Một nguồn tin nội bộ trong Tổng cục 2 Quân đội Việt Nam tiết lộ ra ngoài cho biết, một tàu ngầm lớp kilo của Việt Nam đã phóng một quả tên lửa hành trình chúng đầu máy bay vận tải Y-20 diễn máy bay vận tải Y-20 của Trung Quốc đâm thẳng xuống biển. Phía Trung Quốc đã cáo buộc Việt Nam phóng tên lửa vào máy bay vận tải Y-20, còn phía Việt Nam đã bác bỏ cáo buộc này và đổ vạ cho lỗi động cơ và phi công yếu kém, cho thấy không quân Trung Quốc vẫn còn là những lỗ hổng chết người. Một trực thăng vận tải của không quân Trung Quốc bị rơi tại tỉnh Hà Nam vào ngày 15 tháng 6, khiến cả 3 quân nhân trên phi cơ thiệt mạng, trong đó có phi công dày dặn kinh nghiệm gồm Tát Trần và nhân viên cơ sở Trần Hồng Quyên Ven Quây Bìn, gần 33 tuổi, được coi là phi công ưu tú của không quân Trung Quốc, cần lái trực thăng tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh. Chỉ vài tháng trước khi tai nạn xảy ra, nhân viên cơ giới Ven 37 tuổi cũng từng góp mặt trong lễ duyệt binh kỷ niệm 74 năm chiến thắng. Đế quốc Nhật vào ngày 3 tháng 9 năm 2021, Trung Quốc cho biết đang tiến hành một số thử nghiệm quan trọng trên máy bay vận tải Y-20 tại Biển Đông. Nguồn tin giấu bên tại căn cứ quân sự Hải Nam cho biết máy bay vận tải Y-20 đang tiến hành vận chuyển trang thiết bị quân sự và tên lửa ra lắp đặt thêm ở đảo nhân tạo, đảo Chữ Thập. Do Trung Quốc kiểm soát,
Tin chúng tôi mới cập nhật sáng nay, phía Việt Nam cũng tự nguyện liên hệ với Trung Quốc và đưa tàu cứu trợ, cứu nạn ra vùng phối hợp tìm kiếm máy bay vận tải Y-20 cùng phi hành đoàn. Đây là động thái hòa hoãn để chứng minh với Trung Quốc. Vụ tai nạn này không phải do phía Việt Nam gây ra. Rất có thể Trung Quốc cũng đoán được ý đồ này của Việt Nam và cũng muốn theo dõi các động thái của Việt Nam trong vụ việc. Tai nạn nghiêm trọng này, máy bay vận tải mới của Trung Quốc nguy hiểm cỡ nào với việc phát triển thành công máy bay vận tải Y-20 trong tương lai? Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ cho ra đời các biến thể máy bay cảnh báo, máy bay chống ngầm và máy bay tiếp dầu dựa trên thiết kế của Y-20. Máy bay vận tải Y-20 được tập đoàn máy bay Tài An phát triển. Chương trình được khởi xướng từ những năm 1990, Y-20 có thiết kế khí động học truyền thông cho máy bay vận tải hàng nặng với kiểu thiết kế cánh đuôi tương tự như IEO-76 của Nga. Hình dạng bên ngoài của Y-20 hoàn toàn giống hệt với IEO-76 về kích thước và kiểu thiết kế cánh. Tuy nhiên Y-20 có một buồng lái mới và phi hành đoàn giảm xuống còn 30 người. Khả năng chở hàng hóa của Y-10 vượt qua khả năng của IEO-76. Tải trọng hàng hóa tối đa khoảng 60 tấn, tương đương với biến thể IEO-76FM của Nga. Máy bay có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 4.400 tỷ km. Kính thưa quý vị và các bạn, xin chuyển sang phần tin thứ hai trong bản tin hôm nay. Trung Quốc lợi dụng tình hình Việt Nam đang gặp khó khăn thời kỳ hậu COVID-19 và quốc tế đang đổ dồn sự chú ý đến chiến trường của Nga và Ukraine. Phía Trung Quốc đã điều động giàn khoan tuần tra biển khơi của Việt Nam khai thác trái phép dầu khí. Theo thông tin mới đứt từ Hải quân Việt Nam, hàng chục tàu chiến và hải cánh của Trung Quốc đã mở đường bảo vệ cho giàn khoan tiến vào Biển Đông. Đây là lần thứ hai trong năm nay, những tàu của Trung Quốc đã tiến sâu vào hải phận của Việt Nam. Được biết tàu của Trung Quốc vào cách bờ biển Bình Thuận chỉ 80 hải lý, tức là hơn 100 km tính từ đất liền. Trong khi đó, tàu cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 8020. Con tàu khác đã ra nghênh chiến lợi dụng tàu to lớn có lượng dán nước gấp nhiều lần tàu Việt Nam. Tàu Trung Quốc đã hung hăng xô đuổi, phát loa đe dọa sau nhiều lần chạy quanh, vây hãm vào vệt tàu Trung Quốc. Bất ngờ nổ súng sang tàu cảnh sát biển 8020, khiến một thủy Việt Nam bị thương nặng. Ngay lập tức, nam tàu Việt Nam đã tạo thành thế bao vây con tàu 303441 vào giữa. Đây là con tàu đã nổ súng vào tàu Việt Nam và có vẻ như đó là tàu chỉ huy của nhóm tàu hải cảnh Trung Quốc. Những con tàu hải cảnh khác của Trung Quốc thấy vậy cũng tạo thành một vòng tròn quay quanh những con tàu của Việt Nam, khiến cho cuộc chiến trở nên hỗn loạn. Trong khi tàu Việt Nam gọi máy bay và những con tàu khác ở khu vực gần đó đến viện trợ, thì bất ngờ lần thứ hai, tàu 303441 nổ xuống 17 sang tàu Việt Nam. Lệnh từ đất liền đưa ra cho các chiến sĩ của ta lại quay lại video cánh tàu Trung Quốc nổ súng và chỉ được phép bắn trả sau 3 lần chúng nổ xuống trước. Trong khi cuộc chiến đang diễn ra ác liệt thì con tàu 4201 của Trung Quốc bất ngờ bắn một quả rocket tàu Việt Nam. Quả đạn này đã bắn đi với tốc độ kinh người, sát ngay mạng tàu của tàu cảnh sát biển 8020, xem tí nữa thì trúng vào mông tàu. Lúc này chỉ huy tàu cảnh sát biển 8020 đã phát lệnh chiến đấu ngay lập tức. 5 con tàu của Việt Nam đồng loạt nổ súng vào 2 con tàu của Trung Quốc 30341 và 4201, khiến 4 lính của Trung Quốc trúng đạn máy bay trực thăng của Việt Nam, khi đó cùng có mặt để trợ chiến. Cuộc chiến đấu kéo dài suốt mấy giờ đồng hồ, nhưng nguồn tin không cho biết thêm những chi tiết cụ thể. Hiện tại, nhiều tàu Việt Nam đang từ đất liền lao ra vùng biển Bình Thuận để bảo vệ lãnh hải. Kính thưa quý vị thính giả, xoay quanh tình hình vụ việc liên quan đến các hoạt động của phi đội cảm tử bầu trời xanh của Hải quân Việt Nam mà đã từng làm cho binh sĩ Trung Quốc kinh hồn bạt vía. Qua những trận đụng độ làm cho Hải quân Trung Quốc bị gánh chịu tổn thất nặng nề, nhưng với cả tâm thông độc chiếm Biển Đông, quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc tổ chức nhiều cuộc gây hấn, chờ thời cơ để đánh chiếm Trường Sa. Thời gian gần đây, nhiều tiếng đổi trong giới quân sự diều hầu Trung Quốc liên tục lên tiếng gây áp lực,
Đòi Tập Cận Bình ra lệnh đánh chiếm các đảo Trường Sa hiện do Việt Nam và Philippines kiểm soát để hợp pháp hóa hai thành phố Tam và Nam Sa cùng đặc khu Hải Nam, bao gồm hơn 90% diện tích Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trong số các tướng lĩnh Diều Hầu có quan điểm chống Việt Nam mạnh mẽ nhất, đó là Đô đốc Hải quân Lưu Thái Châu của Trung Quốc. Và sau khi tình báo Việt Nam nắm bắt được thông tin mật về chuyến viễn thông thị sát đảo Gạc Ma, cùng các đảo còn lại tài trợ sai do Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam, kết hợp với đội tàu hậu cần, bao gồm 3 tàu chở dầu, 3 tàu của trục và 4 tàu hải cánh đang trên đường tới Trường Sa để cung cấp cho các hoạt động quân sự của tàu chiến, tàu ngầm. Máy bay chiến đấu ở đây, ở một động thái được dư luận và các chuyên gia quốc tế cho rằng Trung Quốc đang có các động thái và kế hoạch đánh chiếm Trường Sa nhằm ngăn chặn nguy cơ có thể ảnh hưởng đến chủ quyền lãnh hải và an ninh quốc gia. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe tin tức thời sự của chúng tôi. Thân ái chào tạm biệt.